Trời ơi, ba người phi công luôn. Ủa, mới học phi công hay là mới lái? Mới thôi. Mới hả? Rồi lái được cái gì rồi? Lái chị. Lái chị hả? Lái chị là em phải biết gạt cần. Em biết gạt cần không? Cần máy bay em biết gạt không? Chị có cần. Trời bậy, chị là chiếc máy bay mà không có cần, ai lái em? Em này lại khờ dại nữa rồi. Vậy nghe lời chị, chú vô lùm đi, chị cho hai cái cần gạt. Không lấy ghế, chị ngồi kìa Đạt. Không, chị đứng trong lòng em được rồi. Dạ. Đẹp trai quá à. Ê, bê đê luôn hả? Hả? Qua đây cái muốn bị lây luôn á. Bị lây, bà nội. Cái gì mà lây lây, đừng có nói từ lây lây lây. Chị Tiên ơi, đẹp trai không chị? Nè, để chị kêu cái người mà đáng tuổi cha tôi chú mấy em qua. Chị Tiên qua đây đi. Ông năm nay được là 51 tuổi rồi đó. Ông 51 tuổi. Hả? Trung tuần. Trung tuần rồi. Nhưng mà ông được cái gì nè, ông rất là ông đầu, cái đầu ông rất là trường thọ. Bây giờ kêu cởi gai giống như ông thọ vậy đó, chắp nửa trái luôn. Đợi kìa. Mọi người ngồi đợi em tí xíu nha. Cúp dẹp hả chị? Chị giúp em ngồi đợi đi chị. Gọi qua bển lấy giùm mẹ cha em. Cái nước. Trời ơi. Bịch cái miệng mày không kịp à. Trời ơi là trời, YouTube tao quay gừng gừng mày la làng lên. Làm tao thèm muốn chết. Ngồi đợi cho con. Ngồi đợi chú tí xíu nha con. Trời ơi cái mặt của. Trời ơi, hai cái mặt nó. Ủa chị Tiên. Chị đang làm cái gì vậy? Không kịp. Chị leo lên xe em chở chị nữa nha. Không má, lại má. Nếu quay cảnh này dễ thương phải không? Ủa cái giật mình mới làm. Ai vui gì vui gì? Đây mọi người, đây có thi giới thiệu cho mọi người biết là vậy nè. Đây là một để ta giới thiệu. Má ơi má, mặt như chú ôn chú ngục vậy đó. Đây là bà một bà cũng là đi hát đám ma với các thi hồi thời xưa. Hồi lúc mà các thi mới vừa đây đi ra đây Thanh, ra đây. Nói ra cái má, trời ơi con này bán vé số không lo bán. Lo cản đường YouTube không à. Cái em này lộn bạn người này là bạn của các thi. Là mọi người biết hồi lúc mà các thi mới vừa ra nghề đám ma mà các thi hay kể cho mọi người là bạn mà vẫn đi mà đi hát hội chợ lưu tô là má này nè. Má này nè, là bà này dẫn các thi đi hội chợ lưu tô lần đầu tiên ở dưới đường thép cũng học đường thép Đồng Tháp, đúng rồi. Là bà dẫn các thi đi mà bà cũng là người dẫn các thi đi qua bên bên cái gì? Thái Lan đâu bà nội. Thái Lan hồi nào? Nó dẫn tôi đi Thái Lan hồi nào? Dẫn đi khách sạn. Đây á bạn của các thi dẫn các thi đi hát đám ma. Hồi lúc mà các thi mới vừa mà chập chững mà ra nghề làm bóng lộ á thì mấy trong chị em trong giới gọi là bóng lộ thì bạn này là một người dẫn các thi và hỗ trợ các thi để đi biểu diễn ca múa nhạc. Thì mong mọi người mà có đến đây á, có đến đại địa điểm của các thi á thì mọi người nhớ ghé qua cái quầy trứng cút nướng sò điệp nha mọi người nha. Ăn rất là béo và ngon. Thực sự bây giờ bạn này thì đang trong tình trạng bị cơ thể hơi yếu tí xíu, nhưng mà thực sự bạn cũng phải cố gắng làm việc để kiếm tiền để phục vụ cho cuộc sống của mình. Thì mong mọi người đến đây thì mọi người thương giùm cho bạn. Thì bà này là hồi đó mà các thi hay kể cái nhiều cái câu chuyện mà mọi người đã coi trên YouTube rất là nhiều á. Thì các thi kể là bà này là một người mà có một người bạn dẫn các thi đi hội chợ nè, cũng có người dẫn đi các thi đi biểu diễn đám ma lần đầu tiên là người này nè mọi người. Anh gì nữa luôn? Bảo Thanh. Bà tên là Bảo Thanh mà tên thiệt của bà là Bi. Người ta hay gọi là Bi bóng, là bóng bí á mọi người. Là bà này nè nha mọi người. Cho nên mọi người á mà có đến đây á, mọi người thương giùm cũng như là thương giùm cho những người trong cộng đồng LGBT.
À, cũng như là bạn này thì bây giờ cái sức khỏe bạn chưa ổn định á, cho nên bạn không có đi hát lại được. Khi nào mà bạn ổn định sức khỏe rồi bạn sẽ biểu diễn hát, thì cho nên bây giờ bạn thấy các thứ bán đây á, thì bạn cũng muốn vô đây để bán thêm, để kiếm thêm cái kinh doanh. Thì mong mọi người có đến đây thì mọi người nhớ ủng hộ dùm bên Trứng Cút Nướng Xoài Điệp, 20.000 nha mọi người. Rất là rẻ mà ngon. Hôm bữa Cát Thi cũng ăn hết 2-3 lần gì rồi. Thì mong mọi người chia sẻ dùm cho Cát Thi cũng như là ủng hộ bạn. Hồi đó Cát Thi hay kể là một lần đầu tiên có một bà BD mà rủ Cát Thi đi biểu diễn lô tô á. Có nghe cái câu chuyện đó hoài phải không? Là đó đi trốn mẹ mà bỏ nhà đi là má này rủ đi này chứ ai. Ban đêm mới về mới ngủ đi đó, Thi mày đi với tao lên hội chợ lô tô. Rồi đi biểu diễn lô tô. Rồi từ đó sau là làm bóng luôn á. Đó, cái lai lịch của tôi sao là má này nắm gõ lắm nè. Má này biết gõ hết luôn á. Mà má bà biết từ tính nết của các Thi là bà này bà gõ nhất nè. Cho nên mọi người mà có đến đây thì mọi người vô đây mọi người ủng hộ giùm cho cộng đồng LGBT. Không phải riêng một mình bà này gặp cái cảnh cơ cực giống như là các Thi gặp cái cảnh cơ cực đâu. Còn rất là nhiều người mọi người. Cho nên mọi người mà đã đến đây á, mọi người đã vô một cái khu ẩm thực gọi là người ta hay tự đặt giùm cho Cát Thi là khu ẩm thực Diva Cát Thi á. Thì mọi người đã đến đây thì mọi người ủng hộ giùm cho tụi em, cũng như là chia sẻ những nỗi niềm. Thì tụi em biết là mọi người đã đến đây rồi thì tất nhiên mọi người đã ủng hộ cho bánh tráng Cát Thi rồi. Thì mọi người thay vì ủng hộ bánh tráng em thì mọi người sẽ ủng hộ những cái món ăn xung quanh luôn. Mọi người thấy không, bây giờ rất là nhiều đồ ăn xung quanh. Thì tụi em cũng đang cần cái sự tình thương của mọi người đến đây ủng hộ cho tụi em. Thật sự mọi người thấy ở trong đây chiếm hết là gần 80% là BD không ha. BD đủ loại. Ừ, đó, già, trẻ, bé, lớn đều có hết. Đó, chị Giang Tiên là lớn tuổi nhất. Rồi sau đó từ mấy đứa em là đi theo giống như Cát Thi, cũng như là Bảo Thanh, là bạn Bi bán xoài đẹp đây. Thì mong mọi người đến đây mọi người ủng hộ. Bả ca rất là hay nha. Cái nhạc sôi động, cái nhạc trữ tình, cái nhạc gì rất là hay. Nhưng mà bây giờ cái sức khỏe nó không được tốt á, cho nên bạn phải nghỉ nhà bạn dưỡng sức khỏe. Tại vì bà cũng hay bị lao lực á, ca nhiều quá bị lao quá. Bị lao lực á, quên xin lỗi. Bị ca nhiều quá bị lao lực rồi cũng có những cái bệnh về cái cơ thể giống như là bị yếu sức này kia nọ. Thì mong mọi người thương thì mọi người đến đây ủng hộ giùm cho bạn, cũng như là chia sẻ tình thương mảnh thương đến đây cho bạn, để cho mấy tụi em có một cái động lực mãnh liệt để và phục vụ cho mọi người nhiều cái trường hợp, giống như nhiều cái cách phục vụ khác nhau, để cho mọi người không bị nhàm chán khi đến với bánh tráng trộn Diva. Và mọi người luôn luôn nhớ đến địa điểm mới của Cát Thi là 1112A Phạm Thế Hiển, quận 8, phường 5 nha mọi người. Nhớ đến đó ủng hộ giùm cho tụi em. Thì Cát Thi có hợp tác với lại một cái quầy trà sữa. Trong trà sữa đó bạn đó có bán kiwi rồi thức uống soda cái nọ, thì cũng có trà đào, trà giải. Còn riêng Cát Thi á, thì Cát Thi sắp tới đây Cát Thi sẽ bán thêm trái cây tô, không trái cây tô, hoặc là những cái đồ thức ăn giặt và nước đóng chai và cà phê, nước uống dân dân và dân dân. Thì phần đó còn riêng Cát Thi hợp tác với lại người bán trà sữa, cái đó làm một phần. Còn Ngọc Quyền thì bán cá viên chiên, bánh lăng, giống như là người ta gọi là cái gì, một cái món gì lạ, món có gì mới nữa, quên rồi, khoai tây chiên. Cái đó là bên Ngọc Quyền bán những cái món đó. Thì Cát Thi sẽ phổ biến thêm những cái đồ ăn giặt để cho mọi người, giống như sắp tới đây Cát Thi sẽ bán rong biển nè. Hiện bây giờ là rong biển đang có tại địa điểm đó, là rong biển trái tỏi á, cực kỳ ngon nha. Rong biển trái tỏi 25.000 hũ, cũng như là cơm trái thì mọi người thấy rồi đó, 10.000 một bịch. Thì mình những bánh tráng lẻ, bánh tráng me, bánh tráng sa tế, bánh tráng tỏi, bánh tráng hành phi thì cũng là 10.000 một bịch. Và song song vào đó thì Cát Thi cũng có phục vụ mọi người qua bên phần bánh tráng trái cây tô nè. Rồi sắp tới là hột dưa, rồi hột hướng dương và tất cả các loại hột của BD cũng có nữa nha mọi người. Thì mong mọi người thương giùm tụi em, mọi người chia sẻ giùm cho Cát Thi là địa chỉ mới là 1112A Phạm Thế Hiển, đối diện trường học Chánh Hưng, phường 5, quận 8. Thì mọi người nhớ cân bằng lại thời gian giùm cho Cát Thi. Từ 8 giờ sáng Cát Thi mở cửa phục vụ cho mọi người đến 3 giờ chiều, nhưng 3 giờ chiều là riêng Cát Thi qua đây bán thôi. Còn sau 3 giờ thì bên địa chỉ của 1112A vẫn hoạt động bình thường để phục vụ cho tất cả các quý khách đến đó ủng hộ, cũng như là ăn giặt và ngồi nhịn nhợ chơi. Và đặc biệt mọi người biết đối diện là có sân trường của trường học Chánh Hưng rất là rộng, và có thể là ban khuya Cát Thi sẽ nhờ bên đó hỗ trợ để bàn, để ghế ngồi cho mấy em tụ tập. Nhưng mà làm sao làm, Cát Thi sẽ giữ an ninh hết mức tối đa có thể.
Và ngày hôm nay thì Cát Thi cũng đã được xin giấy phép ở bên đó xong rồi. Và Cát Thi đã nhận được giấy phép rồi. Cho nên Cát Thi cũng là được gọi là danh chánh ngôn thuận để kinh doanh mặt bằng tại chỗ đó. Thì mong mọi người thương giùm em, mọi người ủng hộ giùm em. Thì ngày hôm nay là chính thức, là ngày khai trương chính thức. Ngày hôm nay là ngày khai trương chính thức của bên bánh tráng trộn Diva chi nhánh 1, đúng không? Đây là cái trụ sở. Đúng không? Cát Thi không biết với cái chuyện đó. Đây là trụ sở, còn bên kia là chi nhánh 1. Có nhiều người ta nói bên kia là chi nhánh 2 mà đâu phải đâu, chi nhánh 2 là đã có chi nhánh rồi. Đó, thì mong mọi người chia sẻ cũng như ủng hộ giùm cho Cát Thi, cũng như ủng hộ giùm cho tất cả anh chị em buôn bán ở đây. Thì mọi người đến tình thương, mọi người đã cho em tình thương rồi, thì mọi người hãy nhín thêm một tí xíu tình thương nữa. Mọi người đi vòng vòng cái vòng, rồi mọi người có đồ ăn gì mà ngon miệng hay vừa miệng, mọi người cứ ủng hộ, coi như là kích lệ tinh thần giùm cho những anh chị em đây. Còn mọi người đừng quên ghé qua bên địa chỉ của bé Bi nghe. Bé Bi bông bí á mọi người. Bông bí là bi bóng nghe. Đây bông bí bi bóng là một người đang bán trứng cút xoài điệp nướng. Xoài điệp chiên hay nướng gì đó. Thì mọi người ghé qua đó ăn rất là ngon. Chỉ có 20.000 thôi. Rất là dễ mua và dễ xử nha. Mong mọi người tình thương mến thương ủng hộ giùm cho bông bí. Đây là Cát Thi. Tại sao mấy bữa nay Cát Thi ít giới thiệu về bạn? Vì Cát Thi nghĩ á là từ từ mình còn ở đây mà, mình còn dài thì từ từ giới thiệu. Thì mong mọi người chia sẻ giùm tình thương mến thương để cho tụi em có một cái động lực để cho cái cộng đồng LGBT của tụi em càng ngày càng phát triển, cũng như là luôn luôn phục vụ cho đất nước càng ngày càng phát triển mạnh, cũng như là tụi em có ích cho xã hội sau này. Đó, mọi người bây giờ thấy trước mắt thì tụi em cũng đang hoạt động những cái cách hoạt động tích cực, cũng như là tuyên truyền những cái chuyện mà để cho mọi người đừng có kỳ thị em nữa, đừng có kỳ thị tụi em. Thì tụi em cũng muốn cho mọi người hiểu được cái nhân văn ở tụi em, là tụi em là một người chuyển giới hay là một người BD, nhưng mà mấy mọi người giống như mọi người thường gọi. Nhưng tụi em cũng đang cố gắng buôn bán, làm việc đúng luật, đúng xã hội và đúng với tư cách của tụi em.